Theo ghi nhận từ CBRE, Savills, Jolang Lassell, nhờ những bước đệm ở quý 3, thị trường bất động sản quý 4 năm 2018 không trầm xuống mà có dấu hiệu nóng lên, đặc biệt là ở phân khúc bất động sản cao cấp. Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho rằng đó là do nhóm siêu giàu ở Việt Nam đang đầu tư phát triển mạnh mẽ phân khúc bất động sản cao cấp. Đặc biệt, so với các nước trong khu vực như Singapore, Hồng Kông hay Đài Loan, thì giá nhà đất của phân khúc cao cấp tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 15–25%. Bên cạnh đó, nguồn cung phân khúc bất động sản cao cấp ở các thành phố đang rất khan hiếm. Theo báo cáo mới đây của CBRE cho biết, nguồn cung phân khúc cao cấp có xu hướng giảm so với các năm trước, nhưng nhu cầu về phân khúc cao cấp lại tăng cao. Chính vì lẽ đó, các nhà đầu tư đã nhìn ra xu hướng phát triển, cơ hội đầu tư khiến thị trường bất động sản cao cấp đang nóng hơn bao giờ hết.